bạn rep cái bạn xăm như vậy về nhà ba mẹ có thấy hãnh diện về bạn không hay phản đối? Nếu mà nói mà mình xăm như vậy á, lúc mà mình bắt đầu xăm á, cả nhà mình xấu hổ về mình lắm, xấu hổ với bạn bè hàng xóm, với bà con, với tất cả luôn. Nhưng mà dạo này hết xấu hổ rồi, tại lúc mình mới xăm hình á, mình chưa thành công, mình chưa làm được gì đó, mình chưa có nuôi sống được cả bản thân, chưa có phụ giúp được gia đình gì đó, thì người ta cảm thấy xấu hổ, tại người ta nghĩ mình không làm ăn trò trống gì hết. Còn giờ đỡ rồi, mình đã làm cho cuộc sống của bản thân mình, thậm chí gia đình của mình tốt hơn, cũng nhờ cái xăm, nhờ nghề xăm này thì mắt mới người ta xấu hổ nữa. Không, lúc đầu có, giờ không. Vậy được chưa? Rep vậy thuận tình thuận lý đã cái nư của bạn chưa?